bên ngoài, đồng thời chấm dứt sự sống và dẫn đến cái chết. Chương 47 lúc nào cũng mang bảo bối. Chiều mình đã xứng ngữ được ba chồng đại ca con cần hỏi thẩm nào làm sao vậy? Nương nương vậy thì tôi chết. Tôi chỉ qua tới ta hoàng tại nô hề trên đại ca người có ngoài cờ bắt ác xuôi nên lửa cũng quất quán tòa trong lòng triều chủ sư cung du cẩn lấy rác ra và dấy lên một ngọn lửa lớn. Cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo kia không hề bị lay lai chuyển, dường như chính nó là một cánh cửa nhà đá kiên cố. Chú người nói ngàn người có nghĩa lòng ta vẫn với miếng sạch quá chân chó ơi xin nhiều cái khác hồng vô tử tôi hy vọng sẽ được có một kênh có chuyện tốt nhất. Những người khỏe mẹ chết mất ta rồi. Ông mình yêu ma ra ngoài bạn câm ra ngoài bạn bị nghêu cầm đi rồi cầm nghêu chết mất của ta rồi chết cả đi cũng của mình của mình thế đâu chẳng biết. Đây xuống mắt tiền là bài thứ năm quốc chưa hay bài giá thị trường điện hạ mời chỉ dùng bắt tay về phía tôi sáng mỉm cười động đức công mời công dân bắt tay về lập tức thoải mái của chúa tôi dùng quốc gia mỉm cười ánh mắt bình tĩnh như nước trong lòng lại tâm tư quách chuyển thiếu phi tiên đức phi tiên có hát lên này không trong lòng đến đâu. Ngày trước Linh Sơn chưa có người nào nghe thấy hát lên mà không cần đến kính sợ, trong lòng còn đang thầm nghi ngờ. Kim phu bổng trong tay đã nhắm hướng hạ bàn với quân loạn đã cầm cù tìm kiếm bình tĩnh. Trận này âm thanh chấn động vang lên, hát lên không ngậm mơ mơ nhưng mà cô bom cánh tay cũng không ngừng tê dần. Cơ hồ Kim cô bổng như một cuộc gia khói ra ngoài. Thân nhìn nhà dối ở đường chiều, chương 27 kể nên tiên ao sẽ có trời nhập sưu tầm. Hàn nghệ đương nhiên không có bản lĩnh trước, nhưng là một cao thủ thiên môn, bản lĩnh nhỉ mặt, nói chuyện so sánh còn lợi hại hơn chút so với Trinh Thám. Bởi vì cái này liên quan tới tiềm năng của người, Trinh Thám hay à? Bỏ tra án không ra, bỏ ra cũng chỉ mà là người cũng tốt hai tay kết thành như là một người làm hành thiên môn trong quá trình nhiệm vụ đều là sư tùy một lần một anh biết bán này rồi đi qua bán đắt không đâu vậy hả có hai ạ bán ơi bán về bán về dây em này nhá cái lúc này mà không giận mình sợ trong lòng vẫn đang thầm nghĩ em bắt sáng thành không biết nó chưa bắn đã đen không nó chết là nhiều một con cá sáu một con cá hai cá tám phò mã gian manh chương 27 phò mã lập công. Chu Vũ theo sự phân phó của nương tử núp bóng
núp trong bóng tối rồi thừa cơ hành động. Mới vừa rồi hắn vứt hoa thánh liên trong suốt trên quyền trên con đường trong vườn nhỏ tại hành quán của Tề Quốc. Không lâu lắm liền có một đội binh lính Tề Quốc khôi ngô cao lớn tuần tra đến đây, phát hiện hoa thánh liên. Còn chị Nam thì ngồi một mình trên bậc thang, đôi tay khép lại trong tay áo, thẳng lưng, mắt dưỡng thần. Chợt gió nổi lên, ba gã ám vệ được phái đi ra ngoài trước lúc đồng thời trở về. Vui hay dược sư nói ra suy nghĩ của dân mình, cho nó uống nhiều đến mức nhiều mà uống, mỗi lần uống đều có thể tăng thể chất của nó lên một ít. Uống đủ nhiều thì tuy không qua được linh thể, nhưng tố chất của bản thân kia là tăng lợi hại hơn linh thể một đấm một lần. Không liên tục không chuyển người nói đạo đức lối sống văn hóa để đâu hả, để chỉ ở đâu. Hai người nhìn nhau cười, dược sư đứng ra khỏi phòng theo lệnh cửa. Hôm nay tuyên bố nhá, em có mấy tới 1:29 nhé, bảo là chúng anh mua cho bảo là ngày trước 1:30 nhé. Đây 1:29 của nó đây. Cái thảm luôn. 1:03 em trai. 1:03. Em bị mất khái niệm về thời gian này. Hả? Đưa em chưa ngủ dậy. À. Không phải, chưa học chưa gì cả nghe này lúc về trưa hoặc là lúc trưa ấy thân thân mà chiếu nước ghế mua cho mẹ này ta là cho đồ hồ mẹ à hả thật buồn. Ô nước đâu nước người đâu xin cô ba mẹ này đâu rồi mẹ vào đây mua cho mẹ nó chung lúc kiệt mẹ này. Cái này đi ăn bún đậu cho vậy đúng không? Mình nhìn tôi biết rồi. Nghe. Tình cũng phải như cuộc đời đây bay. Tình duyên nó chẳng có buồn. Đúng do anh quá. Ngày mai thôi nha. Ngày mai thôi nha. Em làm sao? Đang giang quế nè. Sơ đi. Tôi hình như được. Xem. Vớ đi đâu? Xem. 20 con là tính cả những con hôm nọ à? Ờ. Ê ô. Ta tính mấy con hôm nọ luôn à? Tôi tính được 22 con cả rồi hôm nọ. Tính nhau. Hả? Hôm nọ tôi đem được 2 con hay sao? Dũng mình đem được tôi Dũng được 5 con. Thêm 20 con à? Bạn cùng BT lấy của tôi đi, điền lại cho tôi đi. Nên khổ rồi liền giúp là nó không dễ đâu bạn ạ. Mình cũng không dễ này. Ui gì ừ. Điều chỉ Gmail nó có ý nghĩa thế ạ. Ví dụ như cái dòng 1 là GSDB ý nghĩa là DB. Ba đi bạn. Rồi bên này khá ok đấy. Ba đi bạn. Bạn nhập ba thế đi. Này. Hôm qua em đốt nhà. Em gần chết nữa. Anh có tên là em dùng mà.
tôi học của hai anh ra nhân dân ra đó. Anh còn dùng được cả năng lượng tự nhiên cơ. Cơ học là gì? Anh giúp thì là dùng thái, anh nhân quyền bản thân, dùng sẵn học của các anh nhân. Đã học. Cái đấy gọi là thi học. Cá trình. Còn con lươn hay con cá? Đúng. Chả được. Con là lúc con cá trình. Thừa rồi đấy. Thừa rồi đấy. Thừa rồi cho anh em sao. Tôi còn một video nữa hay cực. Ừ, tôi tải về rồi. Chất. Thế thì chứ giỏi phải hay lắm. Cái cốc này nó che mặt tôi rồi. Cốc nó tự che lại. Cùng Zalo. Cùng đâu nó quay 2 giờ nó dừng không đi ra được 1 giờ kìa. Nó lại tiếp tục gì. Mà nó dùng cô nó tự dùng tắt tay nó thấy rồi sẽ rất là dễ dàng. Đúng rồi. Cùng qua kéo đến tao được buông có 2 tiếng. Em buông có 2 tiếng bây giờ lỗi tắt tu đi dùng nữa đúng. Đúng. Là vấn đề gì đó gì. Bây giờ nó có vấn đề rồi đây. Gọi anh ngủ em một cái tám gì. Tại sao lại đúng rồi. Mẹ cho ăn trứng. Béo trứng. Ăn trứng. Mùi trứng. Ảo giác quá rồi nè. Anh Thắng đã trộn cốc của anh nhớ ra đây nè. Nhưng nó có tối nhưng nó có chữ nhau này. Vậy cũng thôi. Anh có bao giờ rồi không? Số anh ơi. Lấy dần đi không? Một cốc thì anh quen lắm. Bây giờ anh cũng bỏ. Anh luôn sao cốc bảo đi. Cổ đi đâu. Lấy số đấy, tự lấy mà chẳng đưa đâu. Ơi nhưng chẳng có tiền đâu. Anh Thắng à, ở đâu? Nếu mà túi để đâu? Mỗi người đi uống thì á, thì chẳng nghe cái canh gà. Ờ mình ra cái canh gân, cái canh gà luôn. Mà người cũng sẽ nói kìa. Con người mà anh ca hỏi là ai cũng nói thế là cũng biết đọc chuyện mà đồ phá thân khung với cả mỹ nhân với khách hàng đâu nha, với cả đấu la đại lục đâu nha. Đấu la đại lục à, đọc tên nạt nam niên miên một tập hai đó, nó là cái nhân vật phản diện phải đọc cho nó to rõ vào cho con đàn bà. Xác anh ơi. Hả? Xác. Xác là gì? Số. Cột xác ấy. Hả? Nếu mà có chút tiêu viêm thì anh thay đổi ngoài. Cột xác ấy, có thể không? Cột xác là gì? Không, cốt thì đưa xác đây. Rồi, em nhảy rồng. Em bấm ở đây, đưa cốt đây đi. Xác là gì? Xác là một định nghĩa văn học. Khi ta đóng xác vào cái cốt thì gọi là cốt xác. Không thế đâu. Không có ở trên bàn nào. Có à? Không có đặt cái ví gì. Không có. Sao lộn nó ngồi lên. À, nó ngồi lên à? Có anh? Ừ. Đọc đi. Không có thì biết được em còn gửi lại hiểu không? Nên anh 10 phút. Ừ. Hôm qua khó khăn lắm. Ta mới nhận được một học sinh giỏi. Ừ. Hôm qua lên núi hái chè. Ai ngờ đâu lắm sao học thuyền đèo. Người khác lừa anh ở bên đây làm đèo đấy nghe. Đấy liên tục anh nhá. Ban đầu nó biết nó xoan.
nó là máy à? Nó là máy không phải là người à? Nó cũng phải nghỉ ngơi à? Nó là máy cũng phải nghỉ ngơi, không phải người đâu mà làm việc liên tục được đúng không? Đầu bạn cha nó bảo bạn cha nó cứng như sao. Em cần lấy vợ nó ăn vào sâu bằng đầu điện thoại hết tiền rồi, có ai nào có ai mới nhìn đi. Vậy cũng phải á, người thế nào cho người nhìn điện thoại luôn. Đeo là nào vào đây. Rồi bây giờ tôi đi mua nước cho bạn tôi, phải mua nợ cơ kìa. Khổ quá rồi. Mua nợ cơ. Mua nợ. Tài khoản thứ hết, vui lòng bấm đến. Quan điểm trai à? Cốt xa, cốt xa, cốt xa. Hoa tay, hoa tay, hoa tay. Ăn thiệt. Muốn ra gọi ghế kìa. Lúc sáng em đoán mèo đây của bạn 21 nhiều không? Làm bạn mấy con? Cái gì anh? Em ạ? 4 con liên tục. Có số cứ đưa thôi, dùng hết rồi. Không biết cứ có số nào là cứ tải tải, có số nào là bán sang luôn. Hình như số đấy mình phải đợi sao. Cô này có cần gửi lại không? Không cần đâu. Ok, bắt đầu nha. Không nhớ được cái gì anh em. Có cái link cho vào. Nè, IP ơi. Bên dưới là tên. Còn 21 à. Tên là gì? Tên mình muốn đặt cái gì? Vấn đề là đặt mail đây, nó không ngon. Còn sang bên kia, bên cạnh bên số 2 rồi, 2 số rồi. Tắt cái tích đi, của dạy 5 bên kia. 3 số ấy. 3 số. Ok. Ok hiểu rồi. Rồi xem số nào được, số nào không, số nào bỏ, số nào không bỏ. Thời gian từ bước ok. Nó không vào được. Hai bệnh nhân được khỏi bệnh. Bảo được tới rồi, gửi cho con nào vào được chứ gửi được đấy. Con không vào được gửi cho đây tao. Gửi cốt 3 số rồi nha.
gì? Anh mà đưa cái gì mày? Quân hỏi xem Hùng sao lộ coi không? Hiểu bắn được xong rồi có đẩy được không? Ít đấy. Chứ em bắn bắn xong đến lúc cứ lăn nhát sau đến lúc nó chết thì mất công. Còn bắn được không? Đã. Còn bắn được không? Không bắn được. Có, nó bắn được mà. Không để ác lâu là nó chết, chết là mất công không? Con này không qua được thì đã. Chỉ cái gì? Đã. Hai à, thêm hai cái nào vào được thì gửi cho anh em không biết thì thế. Vào được thì nó vào luôn, mình nhập phát nhập một phòng kiểu nó là IP nó bị hạn. Cốt con nào ấy? Làm được đấy. Loạn cười nhỉ. À. Trả lời luôn. À, quên. Xin lỗi anh. Em đang 180 con số 4 này. Nói được nghe. Xem mai ở bên hát. Một kẹp chứ. Ông cậu ấy. 48. Mình thu cái ấy. Đi vào đi, khu cái gì? Cái cần này gì đây, nhắn dán này, làm to đùng này gì? Cái này á? À? Ê, tôi thêm vương phương hiểu gì? Khu được đi. Đây này. À, tắt này. Tắt luôn ông này. Kéo nhỏ vào cái này. Chết mẹ rồi anh ơi, không được, không làm được thế đâu. Nó bật. Phải từ từ. Dương bản gửi tiền số 1. Hỏng hết rồi, không được đâu. Nào? Có nghĩa là em ngâm lâu quá là con neo đấy, anh mà không gửi cốt luôn thì nó sẽ bị bật ra. Cái mi trên ấy. Nó bật ra xong rồi nó bật mất 3 phát rồi. Cứ thổ. Bị bật rồi đấy, 3 phát rồi. Tôi là làm lưng con 1. Con 1 thanh lấy số nào là bắn. Vậy phải lấy cốt luôn. Chứ không lấy một dàn kiểu đấy là lấy dàn kiểu đấy nó ấy nhiều con lấy từng số một từng con một thôi. Chơi đi xem dùng lại không. Con không nghe mẹ chắc được con hơn. Thêm 2 ạc nữa anh dùng nhỉ. Kì nào, có kì nào, kì về có cứ ơ nữa. Như tuần nào. Mất đặc biệt. Bắn ngon thì anh em xong bắn block. Vẫn là ấn lại được này. Ngày 19 đường đó là đi tắm sông. 709 được rồi. Con tiếp theo được rồi. 478 được rồi.
con này được luôn này, 180 được này. Cái này phải lấy cút nhanh nhanh tí. Nhanh thì do kênh nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà ông nếu mà ông này mà gửi một loạt như thế này liên tục thì chắc chắn là có những cái cút nó về trước rồi. Gì đây? Wow. Rồi. Vào nhá. Cái này đi đúng rồi. Sắp. Đó là cũng sắp. Sắp. Em đang là đối với các bạn bên chữ ạ. Vâng. Nhấp. Nhấp. Dũng. Cùng với bác thích bên đấy ạ. Vâng. Dạ. Để nó tư ạ. Đó, mình vẫn biết xin tất cả các bạn ạ. Cô này. Lấy đi lúc kia rồi. Cái gì? Nếu như lúc nãy được không? Hay là từ 1-1? Không, 3 số bên đấy có cốt đâu. Em nhập lại 3 số bên đấy đấy. Xem có không? Nhập lại dưới cơ quan đấy. Nhập cốt kê, nhập lại cốt kê xem. Phá cụ rồi. Hay rồi. Ta đi cho ok không 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 được anh ạ. Từng số 1 được hoặc là 2 số 1. Anh để ý cốt lấy luôn hay không? Cốt lúc nào đấy mà căng quen trong căng nghe. Thấy hai ông này làm cái thịt kiểu mình mệt kiểu gì vậy? Lên lúc nào đấy? Đấy. Bộ à? Cao. Sợ là phiền ta. Phiền quá rồi thế mờ mờ, đi cao mờ mờ. Tao thích để mờ mờ đấy. Tao thích để. Thích để mờ. Tiết kiệm điện. Người à, đeo sạch cho. Làm sao? Dũng ở quê bạn thường thường mùa hè nắng đỉnh điểm nó khoảng bao nhiêu độ? Bao độ nhá anh em? 40. Cho anh em bao nhiêu? Chắc là tôi cũng thế. Chúng mày sẽ nóng hơn rất nhiều. Ê, nó sẽ có gió lào. Biết cái đầu gió lào. Chỗ tôi đỉnh điểm là 4 mấy đấy. 43 đến 45 đấy. Đeo thì mặc cái 25 năm.
Bởi tiếp đây đi phụ hồ này. Đừng quên ra cái nhìn ra từ trắng trẻo nha, lại đen xác đi nhìn lại đẹp trai cuốn vãi cả đào xong hai bác sĩ quay lại ngất mẹ đi khả năng có thể là bên YouTube bị khóa hết thì sao nhưng mình vẫn bắt được và bên YouTube đã bắt được chưa thì còn chưa rồi mày vẫn ok mà một ngặt rất một chữ là ăn ba bao xì đã ba bao xì à ăn thành cơ mà ôi con nó ở đây. Dòng người vô vàng bước nhanh phải lỏi đợt trước sinh viên xong kiểu về nghỉ hè xong xin đi làm phụ hồ đi đi sau này đến lúc xúc cuối cuối xúc được mấy xẻng đã hiểu mình làm sai tư thế kiểu gì mà choáng 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 say nhiều sốc sốc ngá luôn đấy luôn sau mặt đen đi nó ở sau về luôn trời tối sầm đi sau về nằm nghỉ cả ngày luôn không làm thấy được à em thắng cái ổ khóa mà cổng bên này để ở đâu đấy chỗ nào cửa chính nhưng mà ở đoạn nào ấy sao chiều nay có vẻ một bộ ấy nhỉ anh Hùng đưa em cốt rồi không không thấy đâu anh tìm số không gửi cốt con tem là ok đúng không qua trên ok phá cái gì con 6689 là không được này 10 phút bao giờ tới 5 phút ok bảo lấy em một số nữa ai lấy em một số nữa thì lại bật ra để bật công để mất đi một số lại mất một một số nữa từ từ nó một số vào tiền một số vào tiền anh chạy 100% chiều nay. Thấy không thắng? Tôi muốn chia là ờ. Lúc đêm anh khóa cổng anh tìm không thấy. Để em chờ 10 phút luôn à? Ừ nhưng mà kiểu lúc đêm anh tìm khóa đâu phải không phải mất xe của anh em nhưng mà. Rất là mất thời gian. Tóc vàng vàng. Ai đổi tóc đấy, tóc vàng hoe. Cái hình của mày. Điều kiểu gì đấy cái hình anh tóc vào anh anh chả tương tác thì em biết anh chẳng cứ bà cứ bật ra đi bạn khoan đã vào cái bước mà ấy bạn đợi cái đoạn cái bước mà đợi nhập mail vào ấy nhập tài khoản với mật khẩu dừng ở bước ngoài đấy. Đây không không vào nữa cho vào thêm một bước nữa
Cứ nhập ngày đi, sau đợi ở cái bước ở ngoài. Mày bật cho con mẹ mà luôn đi sao ấy. Giờ mày còn nhập nữa à? Rồi dừng ở cái bước này này. Nó bật đâu? Nó bật à? Tôi thấy lúc sáng tôi làm cái đấy ít. Chắc là bật đâu. Bật đi. Số à. Nhập số 4 này. Ok. Cái này điểm gì? Cây số 689 là bỏ nhá. Lọ côn, lọ côn. Thế nhà. Không, cái đồng đấy. Từ từ ấy này. Tiếp, tiếp. Em bảo hai số rồi mày. Em với anh bất tử ngôn ngữ mình. Hay là mình nhớ phải vào người đấy anh. Hay là em vẫn là người. Tao là người, ta không phải là chó, mày là chó, tao là người. Điên. Một ba này. Một ba. Tao là người, cũng là chó. Cũng là chó, tao là người. Là người có óc chó thì cũng nhớ để làm gì thì tùy ông chó ạ. Kéo thì làm gì? Đồng nghiệp người, đồng chứ, các bạn ơi. Đồng nghiệp phải dùng lời yêu thương chúc Tết các thứ chứ. Ai để chửi nhau chúc Tết ạ. Thì thường ai đi chúc Tết này. Chúc Tết tôi nhìn. Tôi là người chúc Tết. Mà tùy như lộn này. Còn cái đèn tôi là. Nó bị xúc pen này là như thế nào nhỉ? Chưa đây. Hả? Tại vì không mày hơi nhiều đấy, tôi hơi vui đấy. Được 2 đô thôi bạn ơi. 2 đô kể cả 2 đô, 1 đô đấy, tôi hơi vui đấy. Ôi, được rồi, tất nhiên của tao rồi, không có trong ảnh. Hai à, nữa anh hùng nhỉ. Xin hai số anh hùng anh. Tôi xin hai số. Không chịu đi, gái đi tháng hay nào ấy. Chửa. Đến tháng nó bị làm phần ra cái ngày đến tháng nó cũng bực mình, cái ngày trước ngày đến tháng của nó là bực mình chứ, bực mình bị chửi suốt đấy, bực quen. Thế bạn làm việc gì để không đéo làm kiểu gì đâu, im lặng à? Đéo có cái phương thuốc nào thì mà cái ngày đẻ nó ra thì nó cũng bực mình, đéo được, khó chịu. Nhưng mà nó mà ấy, nó mà như một cái loại dịu ngay nên là mình cố gắng nhẫn nhịn. Ngày mai trời sẽ sáng. Gì đâu mà sao bạn không quất, nghe bảo lúc bị ấy hay không thèm, phải cả lúc bị ý quất đấy. Không ý là sau trước bị này hoặc sau bị khổ. Trước bị khổ chưa bán hai à? Một à? Bán hai à? Một à? Bán hai à? Một à? Có số má làm gì đâu.
nào vào cũng là bắn tôi cũng thôi. Dũng ơi. Alien là gì đúng? Cái gì? Alien. Hành tinh. Đi nhé. Thì cao. Thì ít phô đồ ác cầm đồng nhé không con. Tôi là người trong phút ở nhà chó. Tôi là chó. Bạn là chó của tôi. Bố ở tụt cân. Theo như em bấm giờ là cút nó về đấy. Ra chỗ con nào lấy mấy số phát được luôn đấy. Là cút đéo về. Lâu rồi. Cũng do anh bất tài. Em bất tài của vô dụng. Ông trời ngược đại thế. Anh về cho ta cũng điều quá rời xa. Vì thương em mà gạt bỏ đi. Ông chẳng mang cái kết Thank you.
Mang đi tôi mời không ai uống. Có mời ai? Được đi chơi chuyển tiền đâu? Thế hôm nay tôi mang bổ gói lại. Chưa. Còn bắn được đều không quân? Còn bắn được đều không? Bắn thôi bắn được. Em lúc tôi đào thì em bắn được hơn một cái. Hay anh em chuyển sang ấy à? Đang bắn được. Bắn đi, bắn sao bắn thử nhá. Hả? Còn nóng không? Vẫn còn tí. Sao cái gì? Anh mới gửi thêm một số thôi đúng không? BNT Group. Thêm thông tin mới. À. Mạnh. Hả? B cái gì ạ? BNT mở mạnh luôn. BT thì tôi lại bảo là không BT. Yeah.
Bunny. Nếu Bunny... Sữa tắm, em thắng anh. Đúng đó, thấy chưa hết sữa tắm. Sữa tắm mới còn đó, mà nếu còn lương sai rồi thì... Hết đồ thì sao ấy? Chay. Tất cả có gói một là ừ, bộ đồ mô. Không được viên nào. Không có anh. Nguồn này tồi để mua loại khác. Mua loại vừa tiện. Ừ. Ở trong còn bấm bấm ra rửa tay được. Vừa rửa tay vừa tắm. Mà mùi nó dịu. Mua một hộp áo mưa luôn. Rồi anh em nhà con trai nhiều. Còn thơm nho nữa. Tránh các bệnh truyền nhiễm. Đúng không? Anh em là đi chơi thì cầm đi. Thế thì coi như ông thì đéo đi bao giờ lỗ. Tôi có đi bao giờ đâu. Thế bạn lỗ đấy. Tôi lấy cái hồng sa lỗ. Bạn thấy tôi tâm lý. Bây giờ ông ấy cố chất đấy, chiều nào ông đi. Hả? Không, nhưng mà anh tôi là chuyển qua uống nhân trần rồi. Nhân trần. Muốn cưới vợ rồi. Không cưới cũng nhân trần. Nhân trần lâu rồi phải có con. Nhân trần thì phải giúp cái đến rốn thêm ạ. Kinh nghiệm, trải nghiệm. Thấp thỏm lo âu. Tôi cũng hay nhân trần. Tôi đến năm... đến năm 2020 tôi mới dám nhân trần. Mới dùng cái bao cao su. À. Thế là toàn nhân trần ở trước kia. Ảo thật anh em. Toàn bắt con gái nhà người ta uống thuốc. Ừ. Hoặc là có thể là tôi vô sinh hả? Có thể đấy. Tích cực là vô sinh. Bị tích cực lên. Ồ, anh ơi, không có số nữa. Anh xin đứng ra. Nhận trách nhiệm. Cho anh thấy tùy là hợp lý nhá. Ôi, cho anh tùy thì tiêu mất đấy. Để sao mọi người không tin tưởng. Đúng rồi. Cho nó không được. Bạn thôi. Em tôi chín, em tôi trả năng để ra ngoài. Ừ, thắng cứ cầm đi. Thật. Ra ngoài cũng ra số thời gian đây để thôi. Ừ, em cũng ở đây suốt mà tắm rửa ăn uống ở đây. Đi ở đây tắm rửa ở đây thôi. Nó bỏ một ỉa ấy em chạy bên nhà em đi ạ. Không, nhưng mà thời đi học kiểu đấy thật. Muốn ỉa là về nhà chứ ỉa trường. Chỗ như chỗ bác. Về nhà tôi, 7 cái số làm về, 5 cái số làm về. Nhưng mà... Không,
Nhưng mà mẹ ở trường nó hoàn kinh khủng nên là mẹ đang về đang đi đường mẹ đây nó còn sắp thì mẹ ở trường nhắc quá thế này hết ở trên cái chỗ ngày xưa gần thì có cái nhạc sinh tự ngoại đâu nó xây gạch này quánh hết ra biển thì bà sợ quá anh mình cho thèm dẫn của mình giấy nha nó có một bể sọt giấy rồi đéo nó để đéo bây giờ nó không có cái hết ra ngoài mà tắt hết nhờ luôn cơ nghe không nhờ ơ đâu nếu mà không tự hoại thì làm sao mà tắt được trường nhà anh thì có tự hoại rồi nhưng mà thì mẹ nó tỉa cho em quê em trường em có tự hoại nó buộc con hai có nhưng mà nó đóng cửa anh biết học sinh trường này nhé đúng không ạ các bạn thế rồi nha học sinh tấn với học sinh ý thức cao nhỉ trả trường bất lực bất lực chỗ nhà anh càng nhiều ở trên tầng này em biết cái kiểu mà nó có một cái nó đổ một cái lớp trần sao ở dưới là có cái kiểu mái che cái này chỗ này mái che nhà tầng sao ở dưới này là nó có kiểu ấy đúng không chỗ kia nó hay trèo lên trên đỉa ở trên mà giống như nó đổ cái mái dầm cho nó bắn mái tôn đúng không ở trên tầng ấy mình giao lưu đấy thôi giao lưu đi thôi còn một đợt năm lớp chín càng không biết thanh niên nào buổi đêm mà kèo vào phòng sắp ỉa lên bàn giáo viên kìa sau buổi sáng buổi sáng đấy mình được tập trung cả trường đúng không sau buổi sáng đấy được nghỉ lớp đấy phải được nghỉ để do chưa bạn tôi đang ở YouTube cho anh nhiều học sinh nha sai rồi sao bạn tôi lớp rồi cũng cho đó rồi ai bắn được xương đi bắn nó xương đi tay thì đéo bật được không cũng thì cây đéo bật được luôn hai người này chết nó chết người mai vẫn mười video mười năm vậy cũng phải cuộc đời nay mai chẳng có mấy ai ở lại ông trời ngược đãi đêm chỗ qua cũng điều qua rời xa anh vương bỏ hết có cái bước anh nhé năm mình lớp 7 mà sẽ hội lớp 9 mà chúng nó rệt nhau chém nhau ở dưới trường nhìn người mà nhóm chuối à nó xin một sắp vậy sắp thật đấy sắp tận đều sắp thật cả sắp đều sắp kết cho đấy cái này thì sắp thật cái mail của mình chuyện theo ý chơi à thì phải sắp cho Hùng BT thôi à, 80 à áo à. Đây và xem nó nào sắp cho Hùng BT bác tối về thì sắp ngoài cũng
Cái này đang thải nít rồi. Dạ. Có. À quên. Cho ai số anh ơi. Quên. Để anh gửi luôn. Tôi nhớ một lần tôi qua tôi còn xe cho bạn ghi với lúc sách cho bạn. Các bạn chả biết ơn tôi sao bạn đi mail dưới tôi. Đéo thì tin được. Này, đây chả phải biết suốt ngày mail díu rồi sau rồi dũng nhật rồi ra ban các kiểu. Rồi sau nửa đêm mình cho xem sách rồi ông cứ bị rất là mệt mỏi. Xin số anh ạ. Hết thương cảm nhớ bạn. Bạn trước, tính ra bạn trước bạn là idol của tôi. Giờ không phải rồi. Có người. Có sang rồi đấy. Tham vọng lon lao vàng lao lon vào qua trên hình qua trên hình thành xe đê đê che Microsoft có lấy số thêm anh nhá một số đấy. Mình đọc liên tục từ sáng đến 12 giờ đêm. Thành quả nhận lại là bạn cũng giọng nói tuyệt vời bởi vì nghe được bổ sung kiến thức nữa. Cứ xin kiểu như là cười bạn không cười bạn cười mạng. Cũng do anh quá nhiều tiền ông sợ mơ thôi. Are you? Chưa được một tuần luôn thì con mẹ em người này Cũng được.
cũng do anh quá là nhiều tiền nên là như thế. Ông bói ơi, mất tiền nói đi con ơi, nói liên tục. Cái này là sao đây? Con này gì? Con đấy là lúc ấy là nó kiểu cốt là cái gì nhỉ? Sau đây cốt vào nó bị gì ấy? Xóa mẹ đi. Tóm lại là không được đâu. Ừ, xóa hàng đi. Xóa thì là bạn xóa chứ tôi xóa. Tự dưng lại tôi đi xóa hàng bạn. Thì idol không biết ợ à? Chết thật. Tớ ợ lên sao tôi còn nhai lại nuốt lại. Chất. Châu đấy. Có rồi, xin số khác đi anh nhỉ. Số khác đi. Chờ đợi tôi mua bọn đi. Em Tuấn ơi. Yeah. Em đang quay YouTube à? YouTube ạ. À. Quay được à? Quay quay được à? Quay quay. Cầm xem là đúng không? Cầm xem, lấy cầm xem nào. Truyền thông và bố bà. Ở kia số má đi anh. Phải đóng bình vào sao? Tôi từng lúc là cái kênh vừa mới nhận được. Bị tìm ở đây. Bị tìm Thanh gì? Bình Thanh là con bờ là gì? Mạnh. Hello em. Cả đêm. Dán đâu đây? Đóng vào cửa đấy. Thực ra đóng vào cửa. Khu số 2 là anh ơi. Cứ phải dùng mới có đấy. Đọc sách nhựa thì nhựa gãy. Rồi anh phải nói nhanh nhá, không em nghỉ mất đấy. Nhựa thì nó rẻ. 027 tiền hơn. 1 1 3 4 bỏ cho anh. Bỏ đi. Cái gì cũng thôi, cái có cái gì em bỏ thôi. 1 1 3 4 hủy nhá. Tôi phải thẻ đâu ấy. Xích ta được bác anh. Lại cơ thể. Đây con 168 này. Về đây. Trời ơi, gì đây? Người ta cái đầu bình tuệ này. Nghe mày, kêu vào đến Mumbai à?
anh em vào subscribe cho cái kênh đấy. Tôi sắp rồi. Anh em 96 rồi, thiếu nhiều lắm. Sắp rồi đâu anh? Có cái link menu ấy. Nào. Cho nó được việc. Menu có chết vậy rồi. Còn gọi cho các bạn vậy ấy. Anh gì ấy? Tôi xin hai số đây nhá. Đây ok rồi. Còn ba sắp nữa kìa, vừa sắp cho nó. Nó lên một ca đi. Cái của anh Hùng này, anh Hùng vào sắp đi Hùng. Sắp rồi. Cái của anh. Đúng rồi, cả qua, cả hôm qua là được mấy mèo rồi. Đó, hôm qua mới xong con vừa nãy xong là em được 15 con rồi. Thiếu 5 con nữa. Cũng do em bật 5 con nữa. Ok, 5 con nữa. Ui giời, bạn ơi. Ai quay được ác nào xong rồi bảo. Tay được hát nào mà xong thu lúc à giờ này tôi quên học bạn rồi, để em cố gắng. Thực ra là phân thân này hơi khó đối với em. Thế bật rồi. Phan Naruto này thì chưa học được. Phân thân. Này quân bao nhiêu người à? Rang xong. Dạ. Năm rồi. Được có 5 lô, không phải được 10 đâu. Hay bay 10 mà. Bay được hẳn 2 phát luôn. Nát thể. YouTube cày nát số vốn luôn. Không lấy số à? Có em bảo xin hai số đấy. Nay bảo đấy. Hay hết cả những con 26 đấy Tuấn. Em Tuấn hôm nay có chuyện gì rồi? Không thấy nói gì là biết rồi. Mà cái con đây. Anh Tuấn, chuyện gì đây? Đang xem phim cứ gọi gọi. Thấy chưa? Hả? Anh không quen này bởi vì em im lặng. Có gì anh? Cảm đây nhá. Tôi không cảm được. Vấn đề này không cảm được lên. Khó không cảm. Anh làm mất hay có hay thế này. Hết cảm được. Thương không ơi. Anh xin lỗi em.
cái số dung cốt anh dùng đó. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em mình. Không ơi. Có dài đâu không? Hãy cứ để đấy thôi. Số này nhỉ. Ây, lường nhá, thằng em này chán ghê. Chẳng mang cái cây. Mày được 400 rồi. Giờ chuột nó chết rồi thì chắc nó không cắn lên đây là con này. Không có chuột này thì sẽ có chuột khác. Thế giới này nó chứa chuột thôi. Chứ con này nó thì sẽ có khác. Nhưng mà con này thì nó quen. Cái số anh ơi. Tuấn nha, em xin lỗi anh đi. Em xin lỗi anh vì đã lường. À, đang nhìn anh nhé. Người ta thấy em im lặng, người ta lo. Lo à? Lo em hay kia em đi. Kia gì? Lo. Lo em Tuấn trắng răng. Lo em không biết nói. Lo Tuấn trắng răng. Kia em Tuấn thì được cái gì? Đừng bị mua cho anh Dung nè. Đúng không anh Dung? Anh vô dụng. Cái gì? Nó bảo tôi vô dụng à? Này đấy. Tôi vô dụng mà nó còn biết thì. Chẳng ai chuyện nghe cả. Em bảo anh vô dụng mà em bảo anh vô dụng.
em bảo em cứ vô giúp nó lại người khác, em bảo em vô giúp chứ đúng rồi hôm nay đánh lại chi tế kim giúp con rồi nếu hiểu được gì nó nói cái gì con 065 như thế nào đây nó thế thôi hết thời gian không hai con đuổi cô đây ạ tính hảo tính ơi sao lại nôn bên này đây đánh miền à nghiên cứu à nhìn như cán bộ nhỉ cày thằng cày đâu đấy bấm đi em nhìn dáng tiệp tóc tiệp nhìn tóc nhìn tóc quả tóc nhìn cái cán bộ bấm thôi anh mình nhìn cán bộ đấy sao lại là 54 nhỉ đây có phải là đâu nó là heo mình xuất gen là nó không phải là nó không phải là tôi ghét đâu nhìn đồng tiền đó chị đi đây mất rồi. Sao? Sao tôi đi đây. Sao? Sao tôi lại tự đi đây. Xin số đi anh. Em bố em. Em đang được chỉ cách nhau đâu. Sao đây? Tôi qua đây này à. Dạ. Hả? Qua đây nữa. Con bắn tôi không nữa. Đây cho hai mét nhanh nhanh không bỏ lỡ này em tối nhìn đâu nhìn thì sao nhìn luôn đấy nhá đấy sau này bật HMA này rơi cả tay bật HMA này vào cài đặt này kéo xuống Google này đi này ấn vào đây nhiều số đi bỏ không sao mà ủa sao mắng sao hơi nước cả sao mắng sao em bị trứng nhỉ 065 em bấm lại nhá à cái số em muốn bấm lại đây vào Google sau đó ấn create này account này for myself tên nhập vừa đấy em tự tự cho mình đem cặp bình thường thôi chứ đem mèo bình thường này thế thì đấy thì em bảo là chưa được chỉ em tưởng nó có gì nó khác biệt không có gì khác biệt cả đem mua hết rồi tiếp đi em biết gì tích cái cuối những cái này mail gợi ý này cái cuối là tích để mình nhập vào nhập không bán được robot à em không bán em bảo à chỗ này mới lấy của anh hùng code chờ ông ấy gửi code về xong rồi ấn như này thôi ấn vào tiếp theo nhưng mà cái tên Gmail thì ấn backup. Ừ, đúng rồi. Đây, cốt đây. Vì sao khi em đi anh đã không thể ở em thì người thì đẻ 1 tiếng 48 phút rồi. Bấm cái nhầm cái máy này lúc sáng 8 ngày rồi. Bấm vào thì xem, lúc thì xem ở đâu không nhỉ? Sao không có chứ? Trần nhớ thì mẹ thì có lần mặt đến đấy là đây. Nghe thì cứ chém, cứ chắc đào ấy, nghe cứ thế là đầy rồi. Thế em tưởng đổ ra là đẩy nào cắt tự nhiên sọc nó mềm luôn. Ơ đây em đổ 20 à? Đủ rồi. Cứ đủ rồi. Còn là... cho thêm đi. Nào một chút nào em. Gì bê. Cho mèo quét. Nó làm nó cũng
Nhất cho mình. Mình à. Tiếng kêu nghe thân thương đấy. Thì mấy cái đoạn thẻ này nhìn nó vip pro. Nát kiểu như kiểu nát tường mình. Vẫn ăn được, vẫn bắn được. Xin ở đây. Rô lốc, thẻ vip. Bắn những con nào đấy? Con tích à? Con lốc tiền. Con tích cũng được. Con tích cũng là nó đấy. Mùi chín thối rồi. Thơm ở đâu đấy? Thấy thơm. Thơm mùi thối. Con hôm qua cho đen không đúng không? Thưa anh, người như đem cái này tự biết là em đúng rồi em đấy, còn thừa bằng đấy để em tự cắt đấy, cắt bằng đấy. Ôi sao không chết được than vậy? Tiếp của con nữa này. Không phải đây. Em vẫn tay được hơn 이따치 có có tạm dừng thì ngon nhỉ, kiểu như là mình tạm dừng đến giờ đấy. Ui, còn một nghe ngu. Myself. Anh chọn gì đây? Myself. Mùa mùa.
À, tự rem là nó bị very à, ấy hồ. Rem mới thì để sau đai con được. Con bảo rem mới không nghe mình nói rem. Thế đi. Con bảo rem thì mai bán, con nghe bảo rem à. Vào rem được một lúc sau rồi thì bảo ra làm cái khác mà. Vào ác rồi bán, không nghe bán được rem. Rem cũng lớp á. Em cho này không lấy con. Chụp con thì đấy, như là đi ăn cơm đi làm gì đấy. Làm cái khác. Xuống ăn của anh em rồi. Con mất mặt. Mạng anh em có ổn rồi, vừa mới bị cái máy chất gió. Chất này rồi. Quân giờ đang toàn về tôi rồi. Đây. Đến mấy số này. Em ơi từng con một đấy, em làm từng con một đấy, em cảm nhận đã, không tí nó bật ra lòi mắt đấy. Em đi điền tắt rồi mà. Trải nghiệm. Đa số anh ơi. Đừng u mê nữa, để rồi lại mất mất. Em đánh cái chữ U là nó ra nhanh hơn đấy. Không, đấy. Không không thì em ấn vào chỗ kia em nhập cộng 1 xong em paste cái số vào là xong. Chuột ăn được phô mai, phô mát rồi ăn hết. Chỉnh đi tối. Chị sao mà quyền tự do nhân cách một con người. Cốt anh ơi. Ok, bây giờ em cần mấy số rồi. Có cốt. Ba số. Ba số trăm vậy. Đã. Mấy con ao mất tiền đấy. Còn ba số thì ba mẹ ba số. Ý là đang nhập số cho mấy con ao, 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 mấy con ao,
Thế thì bây giờ em minh nhập cùng con thôi, thì đấy anh cho em cốt cái con đầu tiên đi đi. Trẻ nhập số là nói cốt của trẻ. Trẻ chị đang xin lỗi. Mình tính ra bằng được con yêu cốt đó thì em minh nhập số. Hurt in my head is the fly in the light. Chơi chơi đã xong tắt thì đã được rồi. Ngồi đấy thắng đá chơi em gì ạ? Con nào bị bận bỏ ai nó bận buồn luôn. Ok anh. Là đang phải cái đá hết rồi. Chưa có lúc mình bận. Trận này như là đã được thì anh đã xuất này. Vì thằng bạn là sang trịnh chưa? Chưa chưa có số anh. Anh chưa có cốt à? Chưa, không có gì. Em ngồi đây giữ vua em à. Anh lấy quạt lấy nước. Có được ấn một phát đồng loạt 3 con số này luôn không? Hay là đợi con kia về thì vẫn là bấm thì bấm được. Nếu bấm thì bấm luôn đi. Em ngồi đi ạ. Sợ là sợ nó bật. Nếu mà meow phát là bảo con bao nhiêu bảo Ken, trước khi nó về cốt. Chỗ nào về phút rồi này. Nhưng mà mất thời gian. Chỗ nào về phút này. Ồ, con nghe bảo sáng ngày em hỏi thân ra chứ. Bạn thế. Cũng muốn bảo bảo giá này. Nhưng mà lấy gì thì phải học. Con nào đây anh? Sao con này bị cuối lại về nhỉ? Nãy anh cũng đã từng hỏi câu từ giờ. Em ấn get new code nhé. Em ấn get new code nhé. Sao mà để nó sẽ get new code được không ạ? Lúc được lúc không ạ. Cái đội này nó có phải không? 5 phút này chưa đổi số mới. Không làm thì sao? Như này được rồi đúng không anh? Vào set vào đây đây chân. Nó hiện trong là ok, backup nó chắc chắn. Như này được đúng không? Ờ. Back up đi, đợi nhau làm gì? Đã nên còn có máy mà làm. Cô ngươi mở trong lớp nào? Có mà. Có mà. Cô ngươi, cái điều nào mất mặt. Con lớp thì... Mặt của em một cái quay nữa này. Có tấm tư thay vào con này nhá. Mà em đâu yêu. Vẫn có là vẫn yêu. Chẳng là em. Điều ơi ơi. Chú anh lúc đầu. Mới to. Cái con đấy con vừa nãy gửi em nó bị ao rồi đấy. Em và anh đã đi. Vào lớp bài rồi. Yêu này không gần thiệt. Ra con cho em vào. Rất yêu nhưng rất yêu. Nhà này. Nhiều anh em. Mất mạng à? Các hình như mất mạng hay sao á? Chuyện gì quá này. Lắc thôi.
Còn cái khác thì trường người ta chuyện sập vẽ rồi. Ờ, chuyện của em không bắt được. Ờ, vì này là đi sắp chuyện rồi. Bên này có cái ảnh này, thế thì xem nhìn kỹ bán nữa. Nhìn nhìn vào đây. Anh về rồi. Bên này có cái ảnh này. Thằng em mở cửa thì mai đấy. Cộng đấy. Con mang lên hay trên kia đúng không?
Chị toàn chú đâu? Ở đấy. Ở đâu? Đấy mấy con đấy. Chứ có hai con cơ mà. Mình chuyển hai. Mình chuyển hai con phần. Hả? Anh hay có gì nhé? Ừ, chém ơi. Tên ở đâu đâu ạ? Điện này nhìn đâu chứ? Anh quay đứng thế. Anh xem anh nhìn đâu này. Cứ nhìn em Tuấn rồi. Phải nuốt lại IP nó mới được. Nuốt lại IP thì bật 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 ra. Bật IP chứ sẽ bật ra. Thì bật vào luôn thằng Roblox cho nó trẻ đấy. Bật bật đang bật ra Roblox 4 con đó. Anh nào? Ừ thì cố lốc vào đâu, chỉ lốc được 1-2 con đầu tiên là bằng 1 IP đó. Nếu mà muốn lốc tiếp con nữa thì phải đổi IP đó. Thì trước cái lúc đổi IP đấy, mấy con đấy bật vào cho át thẻ nó đi. Thì nó sẽ không bị bật. Điều kiện của mấy cái tiêu hóa thì ở đâu nhỉ? Em nhớ nhầm là như có 1 cái thôi. Đây 1 cái này. Phải của nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế cái điều hòa thay trên kia là vẫn ở trên phòng à? Thế cô của hắn là ở đằng sau rồi đó. Tao cũng ngủ đấy rồi, mày biết nhìn ra một khẩu này nhìn. Đến đây có cái điều khiển đúng không? Cái này đúng không? Thiếu điều khiển á? Thì điều khiển của kia nếu mà lắp thì phải... Đừng dọn từ bên cạnh. Anh có chứ? Dọn bên kia sang, chứ không cái. Cái điều khiển này không dùng được. Cầm lên thử xem cái này là cái củng quà. Anh cầm lên thử xem có được đúng không? Không, cái này không phải của cái trên cái cover mà đang bảo là của cái ngoài kia. Panasonic. À, cái thôi, không cái. Cái đó mất rồi. Thôi, anh không về à? Ôi xài ai. Bên này không ăn thua rồi. Con tôi quay trở lại cho không chỉ là một cái đe. Thì ở đống thẻ đấy, đấy chỉ tay mấy con gần đây. Ui giời, được hai luôn, bị cơm hết. Anh Hùng ơi, không về khi nào à. Em ăn mấy con anh? Ba con đây, anh gửi em ăn hết rồi. Bên này có một đĩa rồi. Còn xúc không? Còn xúc cho một đĩa nữa anh đâu nhỉ? Tôi chính tay tôi giao chìa khóa cho bạn. Các bạn do rất nhiều tôi bảo là sao tôi anh không nhiều thế. Trời ơi, đến ngày hôm nay bắt đầu là tôi ở đâu thì tôi không biết trả lời kiểu gì. Không biết là đâu tôi bảo bạn sẽ hỏi những người bạn chưa đấy. Dùng mấy đĩa? Hai đĩa. Anh có thể để mấy đĩa? Bên này. Đây, thế là hai đĩa à? Ui, lại được rồi. Cho dùng chút này.
muối cho em ơi. Xưa và xưa. Không cầm à. Tôi muốn thử thách bản thân. Ngoài bài học mà lấy xuống đi ăn được. Ai kinh anh để em tin nhau sắp tướng nhầm đủ ha. Đủ đi anh. Chú ảnh. Để em nhau cũng được. Tướng nhầm coi như sao tham gì. Tôi bạn thì phơi hẳn quay quay kim sao tôi cứ thấy khó chịu trong người mà. Quá bạn tập cài muối anh muối. Kia mua lại thầy. Anh thử thoát, anh thử cho em có 2 triệu điện. Điều hòa nó hồi kia mua lại. Không, không có mình mà. Hả? Để đưa đi lắp bên kia. Lắp kia mà, đừng mở 2 cái cũng được. Được rồi. Một hay một. Lắp gì đâu? Một hay một, bên A của 2. Microwave. Wii, microwave. Thứ hai là chú bảo vệ.
Không có dùng nữa đâu, mất tiền rồi. Thì ra là thế. Còn cái chuyện bằng lâu mà thôi. Anh sợt đọc chuyện này này. Qua về rồi bạn, sáng nay. Thật không? Em mất tí em dùng một đồ chơi em này. Thật kiểu lo hả? Hả? Thôi thôi. Đi nhổ ra cái lót lại. Nhưng mà ông dùng đến một cuốn cuốn cho việc đây thì mới đi như thế này. Có được không em? Rồi em đi, bà đã đi không? Em đi thì máy vừa sắp tập lên mà ăn. Vẫn của anh vẫn vào ok nha. Anh dùng cái nào? Cái con chuyện đấy đúng không? Vâng, anh dùng cái đúng. Khả năng là anh mình IP đi đâu. Em dùng gì? Cho đến hack tầng 2 này vào an toàn. Chết đâu? Chứ là sai pass. Cái incorrect đi thoảng cái kia là vượt IP được cái vượt lần không hiểu. Còn cái incorrect đi chết. Cái này vượt IP à? Ừ. Đi chơi game. Có gặp những cái lỗi đây thì phải ở IP thì mới nó mới cho. Yeah, chân. Còn cái incorrect đấy là nó sai. Cái như cái này khóa đi, khóa là hàng đi. Cái một này đúng không? Đây còn xóa. Cái gì?